Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel Mỹ Toy Corner của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu đồ chơi rất là vui thôi. Mà mình review cũng ngắn nữa, tại vì đây là một cái đồ chơi cá sấu. Thì theo mình biết á, thì con này của hãng Safari Ltd. Đó, hãng của Mỹ nha. Thì đây, hình như đây nó có ghi thông tin nè. Đấy, của Safari ở Miami nha, USA, nhưng mà được gia công sản xuất ở Trung Quốc. Đó, đúng là nhà máy công xưởng của thế giới luôn mà. Thật ra cái gì nó cũng làm hết. Đấy, thì đây là một trong những con mà mình nghĩ là mô hình đồ chơi cá sấu nói chung trong nít thôi. Con này nhẹ lắm, đó, nhẹ hèo à. Đó. Con này có khi bỏ vô thau nước rồi nó nổi luôn á. Thì như mình nói, đây là một trong những con đồ chơi cá sấu mà mình nghĩ là ít được quan tâm và người ta hay gọi là underrated á, là bị đánh giá thấp đó. Tại vì thật sự cái hãng Safari Ltd này á, thì cũng là một cái hãng nhỏ thôi, hãng nhỏ của Mỹ thôi, thành ra là cái câu chuyện là giá thành của nó cũng thấp. Nhưng mà thường á, nếu mà để một người ở Việt Nam hay ở ngoại quốc mua từ Mỹ á, thì những cái mô hình, ví dụ những con này khoảng 10 đô, khoảng 200 ngàn hoặc 100 mấy hoặc là 300, thì cái tiền ship mấy con này về đây á khá là mắc, nó rất là thốn luôn. Thì cái câu chuyện là sẽ shop ở đây cũng sẽ không có nhập, và thêm nữa là cái câu là nhiều người sẽ không có được trải nghiệm những cái mô hình này. Thì ở Việt Nam thì mình thấy những cái hãng đồ chơi trẻ em, mấy mô hình động vật á, thì mình thấy có ở, ý là theo như mình thấy có bán ở trên Shopee á, là có Collector nè, Vai Thê hay gì nè đó, rồi Babo thì của Pháp, nhưng mà cái thằng đó thì lâu lắm rồi. Babo thì dạo gần đây mình thấy chất lượng đi xuống rất nhiều, trước đây thì rất là ngon, mà cái thời điểm nó ngon thì mình còn chưa chơi mô hình nữa. Rồi Mojo thì cũng khoảng mình thấy có bán ở Việt Nam, mình cũng mua vài cái mẫu mình đó rồi đó, thì cũng tạm đó. Thì rồi có, nói chung cũng nhiều hãng đồ chơi mô hình trong nít lắm đó, nhưng mà hãng này thì riêng con này, cái Safari á, thì nó có nhiều cái mẫu đồ chơi cá sấu rồi, nhưng mà tuy nhiên đây là một trong những con mình cảm thấy là nó có một cái độ gì đó rất là real, nói cho nó thật á. Cái màu sơn nè, cái tạo hình, tại mấy cái con sâu mình thấy cái mặt nó hơi cartoon á, hơi hoạt hình á, đó thì mình không thích lắm. Con này thì cái tỷ lệ mặt nó đâu đó vẫn là rất là thật, mặc dù thì nó sơn cũng đơn giản thôi đó. Thì giờ xem chi tiết hơn nha. Đấy các bạn thấy này, con mắt nè, nó sơn kẻ mắt, mặc dù cái đường kẻ con mắt nó hơi to, tuy nhiên là vẫn ổn. Răng sơn từng cái, không phải quá hoàn hảo nhưng mà cũng không có bị lem, không bị lem nhiều. Mới nói luôn, không bị lem nhưng mà cũng bị lem này. Đấy, mà nhìn xa thì tạm được đó. Thì cái màu hãng nó làm, nó chọn cái màu kiểu ở trên là bụng vàng và ở trên là phần đen, có mấy chỗ bạc bạc này thì có thể là do mình để lâu quá nó bám bụi, nó bạc bớt rồi á, nhưng mà thật ra thì nhìn ở một mức độ đó thì nó cũng khá là đẹp. Đấy, sơn con này cũng khá đơn giản thôi, xịt vài cái. Còn đây mình thấy nó có mấy cái vệt này, thật sự mình nói là mình không hiểu nó để làm chi luôn, tại vì ở góc cạnh một con đặt như vậy đó, các bạn thấy đặt như vậy xuống đất thì cũng không thể nào thấy cái bụng nó, trừ khi lật lên đó. Thì sơn những cái bước này thì hơi vô nghĩa, hơi thừa đó. Còn lại thì mình thấy ok. Cái đuôi, nói chung scope con này á, mình thấy ở mức độ đồ chơi thì mình thấy khá là tốt nha. Nói chung chi tiết nào ra chi tiết đó, nó không quá nhuyễn, nó không quá nhỏ, nhưng mà nó vừa đủ. Cái đuôi nè, bởi vì là đồ chơi nhựa dẻo dẻo này kia thì cũng chơi cũng khá là an toàn. Mà con này đặc biệt cũng rất là nhẹ luôn, cái mình nó rỗng ở trong, cảm giác như mấy con hồi xưa mình nó có cái nói chung có cái kèn hay cái gì nó gắn cái bụng á, rồi bóp xong nó kêu chít chít á, thì mình nghĩ là con này là cái kiểu đó, nhưng mà tiếc là ở đây không có.
Còn việc phần phần sơn có một cái mình chưa nói nữa đó, thì bạn bạn cái chân cái tay này như của nó nè, không hiểu tại sao mà chỉ sơn ba ngón, hai ngón này không sơn, đây cũng vậy, bên này cũng vậy luôn. À, có thể đâu đó ngoài đời nó như vậy thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ nó không không tới mức vậy đâu. Nhưng mà trùng hợp lại là bỏ những cái ngón như nó không sơn thì cũng hơi lạ. Kệ đi. Đó, thì đây là một cái review ngắn cho một cái mô hình đồ chơi cá sấu. Đây là một trong những con mình gọi là khá là thích nhất. Còn so với những hãng khác thì có thể mình sẽ review thêm cho các bạn những cái con còn lại. Rồi, thì kết thúc review thì mình đánh giá cái mẫu đồ chơi cá sấu của Safari Ltd con này á, thì rất đáng để mua, rất đáng sở hữu. Còn thực ra về cái cách làm sao mua thì mình nghĩ cũng hơi khó kiếm ở Việt Nam, nhưng mà đâu đó thì mình vẫn có thể nhờ người quen đặt giùm mấy cái mẫu này đó, cho bạn nào cần đó thì chứ còn thực sự thì ở Việt Nam mình thì mình chắc chắn con này không có bán ở Việt Nam đó, chắc chắn luôn. Rồi, ok, thì nếu các bạn thích những video review như thế này á, hãy cho mình một like một sub nha, đừng, đừng có quên nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video review kế tiếp. Bye bye.